7. Giới nhận phải quá mức quy định Khi Phật trú tại thành xá vệ, có 60 tỳ kheo từ phương Bắc đi đến xá vệ, giữa đường bị bọn cướp lấy mất y. Lúc các thầy vào trong tinh xá kỳ hoàng, U ba Nang đà thấy thế, bèn nói với họ. Này các trưởng lão, Đức Thế Tôn đã cho phép các tỳ kheo khi bị mất y có thể xin y của những người không phải bà con, vì sao không xin? Họ đáp, các vị đồng phạm hạnh đã cho y đủ rồi, vì thế nên không xin lúc ấy ư ba nang đà nói nếu dịp này mà không xin thì mất lợi rất uổng họ đáp chúng tôi đã được y rồi thì cần gì nói đến việc thất lợi hay không thất lợi ư ba nang đà lại nói với các tỳ kheo mất y các vị nếu không thể xin thì tôi sẽ xin giúp cho các vị họ nói thầy tự biết thời thế rồi vào buổi sáng sớm ư ba nang đà khoác y thường mặc cầm giấy bút vào thành xá vệ, nói với các ưu bà tắc, các vị hãy giúp tôi xin y. Các ưu bà tắc hỏi, vì lý do gì mà xin y? Thầy đáp, vì có các tỳ kheo từ phương Bắc đến, giữa đường bị bọn cướp lấy hết y Phật, nên phải xin y giúp họ. Ưu bà tắc nói, được. Khi ấy, họ bèn dẫn nhau đến các cửa hàng để khuyến hóa, vì lúc bấy giờ nhiều người có lòng tín kính nên xin được chỗ thì một tấm phải chỗ thì hai tấm như vậy dần dần được khá nhiều y vật họ phải gánh đi có thể nói là đã xin được một phần tư trong những nhà có tín tâm nhưng vẫn còn xin nữa các ư bà tắc liền nói thưa thầy có lẽ đủ rồi chúng ta trở về ư ba năng đà nói than ôi lão trượng gì mà gấp gáp thế ta xin mới có chừng ấy chưa nên đi về vì sao vậy vì hễ nhiều người bố thí thì nhiều người được phước bọn tôi là người xuất gia ăn uống có thì giờ nhất định còn chưa muốn trở về các vị là người tại gia ăn lúc nào cũng được không sợ sai giờ giấc thì có việc gì gấp gáp mà muốn vội vã trở về Thế rồi họ bèn tiếp tục đi xin nữa các ư bà tắc lại nói có lẽ đủ rồi thưa thầy ư ba nang đà nói vẫn chưa đủ các ư bà tắc hỏi có bao nhiêu người vậy thầy đáp nhiều người Họ lại hỏi, nhiều người lập bao nhiêu? Thầy lớn tiếng nói, có 60 tỷ kheo. Các ưu bà tắc nói, Thưa thầy, số phải này có thể cung cấp cho 500 tỷ kheo cũng đủ, huống gì 60 người. Vì sao còn xin nữa, muốn làm sập tiệm người ta chăng? Họ liền ném giấy bút xuống đất, giận dữ nói, Ở đâu mà sinh ra cái loại người tham cầu nhiều, không chán, không biết chừng nào là đủ thế này. Bây giờ có thầy tỳ kheo ít dục biết đủ nghe lời nói ấy bèn đến bạch lên thế tôn phật liền bảo gọi ưu ba nang đà đến họ bèn gọi đến phật liền hỏi kỹ việc trên ông có làm việc đó thật không thầy đáp có thật bạch thế tôn phật hỏi ưu ba nang đà vì sao mà xin thầy đáp con vì các tỳ kheo bị mất y mà xin phật liền gọi các tỳ kheo bị mất y đến khi họ đến rồi Phật liền hỏi Này các tỳ kheo Có thật các thầy nhờ ưu ba năng đà Xin y giúp không Họ đáp Thưa không Bạch Thế Tôn Phật lại hỏi họ Vì sao ưu ba năng đà làm việc đó Họ bèn đem sự việc trên Bạch đầy đủ lên Thế Tôn Phật liền nói với ưu ba năng đà Này kẻ ngu si Đó là việc xấu Lúc không nên xin thì lại xin Lúc nên xin thì lại không xin ông không tự nghe ta dùng vô số phương tiện để khen ngợi sự ít muốn, chê trách sự ham muốn nhiều là gì? Đó là điều phi pháp, trái luật, không phải là điều ta dạy, không thể dùng việc này để nuôi lớn thiện pháp được. Sau khi Phật quả trách đủ điều, rồi truyền lệnh các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu khi tỳ kheo bị mất y thì có thể xin y tự cư sĩ, vợ cư sĩ, không phải bà con. Nếu cư sĩ, vợ cư sĩ, không phải bà con, tùy hỷ cho nhiều vải, thì tỳ kheo chỉ được nhận hai tấm y thượng hạ, quá số đó sẽ phạm ni tá kỳ ba giả đề. Giải thích Một số từ trên đã giải thích Tùy hỷ, tùy ý cho Thượng hạ y có thể nhận hai tấm vải chiều dài năm khuỷu tay, chiều rộng ba khuỷu tay, nếu nhận quá số đó phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Ni tác kỵ ba dạ đề trên đã giải thích. Nếu tỳ kheo cùng đi đường với khách buôn mà gặp bọn cướp từ một phương, hai phương hay ba phương đến thì phải tùy nghi chạy lánh bọn cướp. Nếu bọn cướp ập đến từ bốn phía không thể chạy được thì nên đứng nghiêm chỉnh, không được xô sát với chúng. Nếu bọn cướp bảo lấy y tăng già lê đưa thì nên đáp đây này lão trượng như vậy, tùy theo chúng đòi nhiều ít mà đưa cho chúng, chứ không được giận dữ lớn tiếng, mắng chửi bọn chúng. Sau khi đưa y vật rồi, nên từ từ đi vào rừng, núp để dò xét từ xa. Chờ sau khi bọn cướp đi rồi, nếu còn những y vật thừa chúng bỏ lại, thì có thể lấy dùng. Nếu không còn cái y dư nào, mà trong số các tỳ kheo hoặc ngoại đạo xuất gia, có người bị bọn cướp giết chết thì có thể lấy y của họ sử dụng. Nếu không có người xuất gia chết mà có người thế tục chết thì nên lấy áo của họ cắt may, tác tịnh rồi mới mặc. Nếu không có áo của người chết mà có áo đẹp của khách buôn bỏ lại thì không nên lấy. Nếu áo họ bỏ lại thô xấu thì nên lấy dùng. Nếu khách buôn quay trở lại gọi tỳ kheo đến cho áo tốt thì nên lấy. Lấy xong đem cắt may dùng phân bò nhuộm tác tịnh rồi mới dùng nếu người khách buôn ấy nói với tỳ kheo tôi cho ông mượn chiếc áo này mặc đi tới chỗ dừng chân rồi trả lại cho tôi đừng làm hư hỏng thì tỳ kheo nên lấy chiếc áo đó gấp lại may qua loa không để lộ dấu tác tịnh mặc tạm đi đến chỗ dừng chân rồi trả lại cho họ nếu không có các trường hợp ấy thì nên hái lá cây che trước sau thân mà đi nếu không có lá cây thì nên dùng tay che ở trước thân mình và đi bên lề đường chứ không nên đi ngang nhiên giữa đường như bọn ni kiền tử cũng không được đi sâu vào trong rừng khiến cho bọn cướp tưởng lầm là rình bắt chúng mà chỉ nên đi dọc theo bên đường trong những chỗ cỏ thưa khi đi nếu gặp người ta đến thì phải giả vờ ngồi tiểu tại chỗ cỏ thưa để cho họ trông thấy nếu họ hỏi ông là ai thì phải đáp người xuất gia nếu họ hỏi nữa xuất gia theo đạo nào thì đáp xuất gia theo dòng họ thích lại hỏi vì sao mà lõa thể thì đáp bị bọn cướp lấy mất đồ thế rồi nếu không xin mà họ tự cho nhiều áo thì lấy không có tội nếu họ không cho thì nên xin họ khi xin mà họ cho nhiều vải thì chỉ nên lấy hai tấm mỗi tấm chiều dài năm khuỷu tay chiều rộng ba khuỷu tay mà thôi nếu không gặp trường hợp đó thì nên đi đến các người quen biết ở nơi hoang vắng xin y mà dùng nếu không có nơi hoang vắng thì nên đi đến nghĩa trang nếu có người giữ nghĩa trang thì nên nói với họ Tôi muốn nhặt những chiếc áo hư Nếu người giữ nghĩa trang bảo lấy Thì nên lấy rồi dơ cho họ xem Nếu lấy áo tự thay một người nữ chết Thân chưa hủy hoại Thì nên đến phía đầu mà lấy Nếu thân đã hư hoại thì được tùy ý lấy Hoặc là áo của thay chết đàn ông cũng được tùy ý lấy Nếu áo của thay chết có châu báu Thì nên dùng chân gạt châu báu ra Rồi lấy áo mà đi nếu không biết là có châu báu đem về tinh xá mới biết có châu báu thì nên sai tịnh nhân, cư sĩ ở chùa lấy đổi dược phẩm. Nếu người giữ nghĩa trang nói với tỳ kheo, cho ông được lấy áo xấu, còn áo tốt thì chớ lấy. Nhưng tỳ kheo đến nghĩa trang không thấy áo xấu mà thấy có nhiều áo tốt, thì nên cầm đến nói với người giữ nghĩa trang, chỉ có những áo tốt này thôi, nếu họ cho lấy thì liền lấy, nếu họ nói những cái đó tốt không cho ông lấy thì tỳ kheo nên trả lại xin cái khác nếu họ bảo tỳ kheo lấy áo dưới đất thì nên lấy áo dưới đất nếu họ bảo lấy áo ở trên không thì nên lấy áo ở trên không nếu áo còn tốt một nửa dưới đất một nửa trên không thì nên cắt lấy một nửa nếu không có trường hợp như thế thì nên đến trú xứ của tỳ kheo ở ngoại vi thôn sớm chứ không đi vào thôn sớm lúc ban ngày và nên đợi lúc hoàng hôn khi một đồng lùa bò về mà đi theo đàn bò, cũng không nên đi bên cạnh những con bò đực khỏe mạnh, mà nên đi gần những con bò con ốm yếu. Khi thấy có người thì nên ngồi xuống, nếu họ hỏi ông là ai thì nên đáp là người xuất gia, lại hỏi xuất gia theo đạo nào thì đáp xuất gia theo dòng họ thích, lại hỏi y phục ông đâu thì đáp bị bọn cướp lấy hết cả. Bây giờ, nếu không xin mà họ tự cho thì được lấy nhiều ít tùy ý nếu họ không cho thì nên xin họ khi xin nếu họ cho nhiều thì nên lấy hai cái mỗi cái chiều dài năm khuỷu tay chiều rộng ba khuỷu tay mà thôi nếu không có trường hợp như thế thì nên đến tinh xá hỏi cựu tỳ kheo xem ai là duy na ai là người coi sóc giường nệm khi họ đã chỉ cho biết đối tượng thì tỳ kheo nên đến vị tỳ kheo tri sự ấy hỏi rằng Tỳ Kheo chừng ấy tuổi thì được dường nệm hỏa cụ như thế nào? Nếu họ đáp rằng, Tỳ Kheo chừng ấy tuổi thì được dường nệm hỏa cụ như thế đó. Bây giờ, Tỳ Kheo nhận được mền rồi liền mở ra, lấy lông tóc, buộc một chỗ, làm dấu bên trong để dùng làm quần. Nhận được gối cũng mở ra, lấy lông tóc, buộc một chỗ, làm dấu bên trong để dùng làm áo lót, và được hỏa cụ cũng lấy làm dấu. Xong đâu đó nên đi lễ tháp, lễ thượng tọa, thăm hỏi hạ tọa rồi trình bày lúc đi đường tôi bị bọn cướp lấy mất y mong thầy hãy giúp tôi xin y nếu cựu tỳ kheo nói thầy như con quả đói chân không đậu một chỗ thì ai mà giúp thầy có lẽ chủ quán rượu hoặc nhà chứa cờ bạc đã cướp y thầy hoặc là thầy đem đổi thức ăn rồi bảo là bị cướp lấy để nhờ người ta xin giúp chớ gì nếu gặp trường hợp như thế thì nên đến nhà ưu bà tắc nói này lão trượng tôi đi đường bị bọn cướp lấy mất y các vị hãy giúp tôi xin y nếu khi ấy họ đáp thưa thầy có thể được rồi họ xin giúp được nhiều vải thì tỳ kheo chỉ nên lấy hai tấm mỗi tấm chiều dài năm khuỷu tay chiều rộng ba khuỷu tay mà thôi lúc ấy ư bà tắc nói với tỳ kheo thầy có thể dùng phương tiện lấy giúp hết số vải này không thì nên đáp ông có thể chọn hai tấm lụa nhỏ rồi mang đến đây nếu ư bà tắc khéo léo linh động sẽ đưa tỳ kheo ra ngoài đại giới nói thưa thầy số vải này dùng bố thí hiện tiền tăng mà hiện tại không có chư tăng chỉ có thầy hiện diện vậy xin nhận giúp thì khi ấy tỳ kheo nhận không có tội nếu ư bà tắc đưa cho tấm lụa lớn thì tỳ kheo nên cắt ra rồi lấy hai tấm nếu họ hỏi vì sao vậy thì hãy đáp vì thế tôn chế giới chỉ được lấy hai tấm vải rồi ư bà tắc lại bảo thầy hãy đem đi nhuộm thì tỳ kheo đem đi nhuộm rồi mang trả lại ư bà tắc lại nói khi chưa nhuộm là áo của người thế tục mà tôi còn không thích huống gì giờ đây đã nhuộm thành hoại sắc chính là màu áo của người xuất gia thì tôi còn lấy làm gì khi ấy tỳ kheo được phép lấy may y tùy ý sử dụng thấy rồi các thứ mền áo gối mà trước kia đã dùng làm tạm quần áo lót tỳ kheo phải đem nhuộm hoàn lại vị trí dụng cụ mền áo gối mà trả lại thầy tri sự rồi mới ra đi nếu muốn ở lại đó thì tùy ý xin phép ở lại chứ không được ngang nhiên ở lại thế nên nói nếu tỳ kheo bị mất y thì được phép xin vải từ cư sĩ và vợ cư sĩ không phải bà con nếu cư sĩ vợ cư sĩ không phải bà con cho nhiều vải tỳ kheo chỉ được lấy hai tấm thượng hạ quá số đó thì phạm ni tá kỳ ba dạ đề Hết giới Ni Tá Kỳ thứ bảy 8. Giới khuyên người cúng y theo ý mình Khi Phật trú tại thành xá vệ, có vị tỳ kheo đến giờ khất thực, bèn khoác y cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Khi tới một nhà kia, bà chủ nhà ấy bèn nói với tỳ kheo, Thưa Thầy, ngày đó tôi sẽ cúng dường cơm và bố thí y cho chư Tăng tỳ kheo nói lành thay các chị em dùng tài sản để tạo nên ba thân kiên cố mong rằng trong việc làm đó không gặp gì trắc trở nói thế rồi ra đi khi khất thực xong trở về tình thất thầy nói với các tỳ kheo tôi báo cho các trưởng lão biết một tin vui các tỳ kheo hỏi tin vui gì thế thầy đáp tôi nghe vị ưa bà di nọ một ngày kia sẽ thỉnh chư tăng thọ trai và cúng dường y khi nghe nói thế Nang Đà, ưu ba Nang Đà liền hỏi, Trưởng lão, nhà ấy ở xóm nào, tên họ người ấy là gì? Hỏi rõ sự việc xong, sáng sớm hôm sau, hai vị khoác y đến gia đình ấy chào hỏi, Ưu bà Di mạnh khỏe chứ? Ưu bà Di đáp, kính chào thầy. tỳ Kheo nói, tôi vừa nghe có tin vui. Người ấy hỏi, thầy nghe tin gì vậy? Đáp, nghe rằng bà định thỉnh chư tăng cúng dường trai phạm và bố thí y. Bà ta nói, tôi có ý định đó, nhưng sợ nửa chừng gặp trục trặc không thành. Các tỳ kheo nói, nếu bà thỉnh chư tăng cúng dường, bố thí vải, thì nên cúng dường các trưởng lão tỳ kheo thứ vải tốt, còn vải xấu nên cúng dường cho sa di. Nếu cúng dường vải tốt cho tôi, tôi sẽ mặc đi vào vương cung, vào các nhà hào quý và lễ Phật. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói là y do ưu bà di có tính tâm bổ giáp cúng cho tôi. Bây giờ bà sẽ được tiếng khen và công đức. Bà nói: "Nhưng tôi không có hứa cúng dường chư tăng, nếu có thì tôi sẽ dành đặc biệt cho thầy." Tỳ khéo nói: "Cho hay không tùy ý bà." Nói xong liền ra đi. Người đàn việc ấy bèn suy nghĩ, nếu cúng dường thầy đó không cúng dường tăng là ruộng phước tốt, thì ta thất hứa, còn nếu không cúng dường cho thầy thì sợ thầy dựa thế lực vua chúa có thể làm điều bất lợi do sợ thầy ấy mà bà không cúng dường chư tăng và vì bà không hoan hỷ nên không cúng dường cả hai các tỳ kheo nói với tỳ kheo khất thực ấy việc thầy nghe trước đây tuyệt nhiên không thấy có tin tức gì cả tỳ kheo khất thực nói tôi biết chắc ngày mai đây mà thấy rồi sáng sớm hôm sau thầy khoác y thường mặc đi tới nhà ấy hỏi ưa bà di vì sao không thấy bày biện các thức ẩm thực bà ta nói thưa thầy tại vì nang đà ưu ba nang đà phá vỡ thiện tâm của tôi thầy hỏi vì cớ gì bà liền trình bày đầy đủ sự việc kể trên thầy tỳ kheo khất thực nghe xong bèn trở về nói lại với các tỳ kheo các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên thế tôn phật liền bảo gọi nang đà ưu ba nang đà đến khi họ đến rồi phật liền hỏi các ông có việc ấy thật không họ đáp thưa có thật như vậy. Phật nói, các ông là kẻ ngu si, đó là việc xấu, các ông đã làm cho cả hai đều mất lợi ích. Người bố thí mất phước, người nhận thí mất lợi. Các ông không từng nghe ta, dùng vô số phương tiện chê trách đa dục, khen ngợi thiểu dục hay sao? Vì sao người ta không tự nguyện thỉnh cầu, mà vì muốn y đẹp, các ông lại đến khuyên người ta bố thí? Đó là việc phi pháp, trái luật, không đúng lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu vợ chồng cư sĩ, vị tỳ kheo chuẩn bị số tiền sắm y rồi bàn nhau chúng ta chuẩn bị số tiền như thế để mua chiếc y như thế cho tỳ kheo mổ giáp vị tỳ kheo này trước đó không được cư sĩ tự nguyện hứa cúng y mà vì thích đẹp nên đến nhà họ nói như sau ông bà hãy sắm cho tôi chiếc y như vậy thì khi được y phạm ni tác kỳ ba dạ giả đề giải thích vị tỳ kheo hoặc là chư tăng hoặc là nhiều người hoặc là một người cư sĩ như trên đã nói y trên đã nói giá y trị giá bằng các thứ vàng bạc châu báu vân vân chuẩn bị như nói hôm nay hoặc là ngày mai hoặc nửa tháng hoặc một tháng nữa tôi sẽ chuẩn bị số tiền sắm y chừng ấy để mua chiếc y như vậy cúng dường cho tỳ kheo mổ giáp đó là chuẩn bị trước đó không tự nguyện thỉnh cầu mình biết trước là tự họ không tự ý thỉnh cầu mà bảo rằng họ tự thỉnh cầu hoặc biết họ tự nguyện thỉnh các tỳ kheo khác mà bảo là họ tự nguyện thỉnh mình, hoặc biết họ tự nguyện thỉnh đến bố thí nhân vật khác mà nói là họ tự nguyện thỉnh tôi đến bố thí y. Đi đến, hoặc đi đến trụng của cư sĩ, hoặc đến nhà, hoặc vào trong nhà. Yêu cầu, như nói, tôi cần màu xanh, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ, hoặc màu đen, hoặc các màu sắc khác, hoặc dài, hoặc rộng, hoặc dài rộng chừng ấy. Nếu họ cho theo yêu cầu của mình hoặc họ cho vật khác thì phạm ni tác kỳ ba giả đề. Viên thích đẹp, thích đẹp có, tri túc hảo, bất tri túc hảo, thô túc hảo. Tri túc hảo, nếu họ cho phải mịn, phải sợi nhỏ, mình liền bảo, tôi cần phải thô, đó gọi là tri túc hảo, thích cái đẹp trong sự vừa đủ. Nếu nhận được thì phạm ni tác kỳ. Bất tri túc hảo, khi người ta cho y xấu, liền nói, nếu cho tôi y xấu tôi không thèm mặt Vì tôi là hạng người cao quý Phải cho tôi y tốt Đó gọi là bất tri túc hảo Thô túc hảo Khi họ cho y mịn mạng liền nói Tôi không dùng y tốt này Vì tôi là người sống ở nơi hoang vắng Như con nai trong rừng Nghỉ chỗ đất trống Nên cho tôi y thô xấu đủ che lạnh Nóng mưa gió mà thôi Đó gọi là thô túc hảo Nếu nhận được thì phạm Ni tác kỳ ba giả đề Ni tát Kỳ Ba Dạ Đề trên đã giải thích. Thế nên Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu cư sĩ, vợ cư sĩ vân vân cho đến vị thích đẹp mà được y thì phạm Ni tát Kỳ Ba Dạ Đề. Hết giới Ni tát Kỳ thứ 8 chính giới khuyên hai gia đình chung tiền sắm khi Phật an trú tại thành xá vệ, có thầy tỳ kheo đến giờ khất thực, bèn mặc y thường mặc, cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Bây giờ, có người vợ cư sĩ nói với tỳ kheo như trên, nhưng đó là một cư sĩ nói, còn ở đây chỗ khác nhau là có hai gia đình cư sĩ, cho đến ai nghe rồi cũng phải nghe lại cho rõ. Nếu cả hai gia đình vợ chồng cư sĩ ấy đều bàn bạc về giá cả của y và nói như sau, chúng tôi sẽ sắm y như vậy, như vậy, giá cả như vậy như vậy để cho tỳ kheo mổ giáp nhưng trước đó họ không tự ý thỉnh mời mà tỳ kheo vì muốn y tốt nên đến hai nhà cư sĩ nói cả hai nhà nên chung sức sắm cho tôi một chiếc y như vậy với giá trị như thế vị này vị thích đẹp nên nếu được y thì phạm ni tác kỳ ba giả đề hết giới ni tác kỳ thứ 9